Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với tựa game Tây Du Béo nha. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em tuân thủ một cái mẹo nâng cấp tướng để chúng ta có thể đi vượt ải cũng như là leo tháp ở trong cái phần tam giới này. Ok là anh em nhá. À, nhưng mà đầu tiên thì có một vài anh em inbox cho mình bảo là anh ơi, hình như là một số lúc combat thì ở trên giả lập nó có hiện tượng lag nhẹ nhẹ. Thì đúng là như thế thật anh em ạ, mình có test rồi. Thì chơi ở trên giả lập mỗi khi mà combat nó căng thẳng quá là nó hơi lag lag một tí. Thì chúng ta hoàn toàn có thể truy cập luôn vào trang web là chơi ngay.vn. Giống như mình đang chơi đây, thì chơi trực tiếp ở trên web nó rất là mượt luôn anh em nhá. Và hiện tại thì mình cũng đang chơi ở trên web luôn để quay video cho anh em, cho nó xịn sò con bò. Thì anh em nào mà chưa biết thì nhớ thử cách này nhá, nó đảm bảo là mượt hơn đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái mẹo nâng cấp tướng chuẩn chỉ anh em ơi. Vào trong phần tướng này, anh em có thể nhìn thấy này. Đấy, tướng của mình thì ra trận được 6 em đúng không? Còn em Thỉnh Kinh này và 5 em tướng ở trong các cái hệ khác của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong phần bày trận nhá. Nếu như anh em nào mà theo dõi video trước của mình ấy, là cách để mình có thể nâng cấp để em Ngộ Không lên 11 sao thì mình vẫn build đều 5 em tướng này luôn. Nhưng đấy là ở giai đoạn đầu thôi. Về sau khi mà chúng ta đi leo tháp ở trong phần tam giới này, mặc dù là điểm lực chiến của chúng ta có thể là ngang cơ với lực chiến của mấy con quái trong tháp này, mà không qua được, cay thực sự luôn anh em ạ. Còn bây giờ anh em có thể thấy này, mặc dù lực chiến của nó 1.700 vạn nhưng mà mình vượt nó vẫn cứ là ok nhá. Trong khi đấy là lực chiến của mình nó có 1.200-1.300 vạn mà thôi. Đấy, mình vượt luôn này. Và đấy, tranh thủ mình sẽ vượt luôn để lấy thêm tài nguyên, sau đấy và nâng cấp cho nó chất chơi người rơi anh em nhá. Bỏ qua này. Đấy, ngon lành luôn anh em. Ở giai đoạn đầu khi mà chúng ta chưa có được những cái búp sao nó cao ấy, do là mình chưa mộ được ít thì cái chỉ số sao của những vị tướng của mình nó ít, cộng lại nó cũng được ít. Thế cho nên là mình sẽ build đều level cho những con tướng của mình nha anh em. Anh em có thể build được tất cả các cái vị tướng của chúng ta đều lên level 800 một cách rất là dễ dàng luôn. Và ở giai đoạn đầu khi mà anh em build đều tất cả những cái vị tướng như thế ấy, thì trong cái phần tam giới này, thông thiên tháp đi vượt ải rất là dễ dàng luôn. Nhưng mà anh em biết rồi đấy, càng leo tháp cao thì nó càng ối rồi anh em ạ, độ khó của nó càng tăng lên và cái việc build đều đấy nó sẽ không thể nào mà phát huy được hiệu quả nữa. Thì sau đấy chúng ta lại phải đổi một cái chiến thuật khác, ngoại trừ vị tướng Ngộ Không là sát thương chủ lực chính của mình còn để nguyên, còn lại tất cả những vị tướng khác ví dụ như Mạnh Bà mình sẽ ấn rời trận, sau đó ấn rời trận và trùng sinh luôn như thế này. Tiếp tục Hồng Hải Nhi rời trận và trùng sinh, Chư Bát Giới rời trận lại trùng sinh tiếp, và đây rời trận và trùng sinh nốt, chỉ còn lại duy nhất một em Ngộ Không như thế này mà thôi. Sau đấy thì mình sẽ quay trở lại và nâng cấp hết cho người Thỉnh Kinh cũng như là Tôn Ngộ Không anh em nhé. Tôi nâng cấp người Thỉnh Kinh một phát, lại quay lại nâng cấp Tôn Ngộ Không một phát. Và sau khi tích cực treo máy AFK vượt ải các thứ các kiểu gõ mõ ối rồi, thì anh em có thể nâng cấp được cho người Thỉnh Kinh của mình lên level 1.300 và Tôn Ngộ Không của mình cũng lên level 1.300 nhé. Nhưng mà anh em sẽ để ý thấy là lực chiến của chúng ta sẽ bị giảm đi rất là nhiều luôn. Nhưng không sao cả anh em nhé, với cái việc mà chúng ta nâng cấp all-in ở vị tướng chủ lực ấy, thì nó có thể gánh team rất là tốt, đặc biệt là Ngộ Không nữa, nó gõ một phát cả team bạn bay màu ngay chứ. Với cả là anh em đừng quá lo lắng nhé, các vị tướng khác anh em cứ vứt vào trong đội hình của mình đi để có thể là kích hoạt được cái búp sao cũng như là cái búp hệ này anh em nhé. Ở trong cái phần hệ này thì anh em phải kích hoạt một cách khéo léo một tí, ví dụ như ở hệ lôi của anh em, nếu như anh em cũng chơi Tôn Ngộ Không như mình đấy, và cả 5 vị tướng ở trong hệ lôi này, cái chỉ số sao cộng lại của anh em ấy nó nhiều sao. Thế anh em sẽ chọn cả 5 vị tướng trong cùng hệ lôi xếp vào trong đội hình này để lấy cái búp nha. Đây mình sẽ lấy ví dụ cho anh em này. 1 phát, 2 phát này, 3 phát này, 4 phát này. Đấy, thế là bây giờ trong đội hình của mình là có cả 5 vị tướng hệ lôi. Và 5 vị tướng hệ lôi này thì mình sẽ có được cái búp là công 20%, HP 30%. Vào trận chỉ cần kích hoạt được thêm cái búp này thôi. Còn 4 vị tướng này nó hẹo đi kệ. Quan trọng là cái búp đấy được duy trì cho Tôn Ngộ Không là ok rồi. Thế nhưng mà nó cộng với cả cái số sao đấy ấy, thì tổng sao nó chỉ là 35 sao thôi. Đây để mình tính cho anh em này. Ví dụ như bên hệ lôi là 20% công và 30% HP, cộng thêm bên búp sao nữa, tăng công 4% là mới được có 24% công và 36% HP, 4% thủ. Ok, thế cũng được đó chứ. Nhưng mà có một trường hợp nữa là ở trong cái phần hệ này, chúng ta sẽ kích hoạt theo cái kiểu là ra trận 5 tướng không cùng hệ. Đây bây giờ mình sẽ kích hoạt thử cho anh em xem nhá. Đây mình sẽ bỏ rời trận hết mấy cái vị tướng đi nhá. Rồi, rời trận luôn này. Và mình sẽ kiếm ở mỗi một cái hệ này, vị tướng là nhiều sao nhất mình bỏ vào. Ví dụ đây Chư Bát Giới cho vào này, bên này nữa, đấy, 3 sao tím này, tiếp tục này, Hồng Hài Nhi này, bên này nữa, đó. Thì anh em có thể nhìn thấy là mình sẽ kích hoạt được cái búp là 45 sao, tương đương với lại là HP 6%, công 6% và tăng thủ 6%. Thì để mình cộng với cái ở đây xem như thế nào nha. 17% cộng với cả 6%, tức là 23%, HP 6% cộng với cả 23% là 29%. Nhưng mình lại có thêm 6% thủ, tức là thủ thì nhỉnh hơn 2%, nhưng hai chỉ số kia bị giảm đi. Thì anh em có thể tùy biến, nếu như cái nào của anh em ổn áp hơn thì anh em lấy cái búp đấy. Ví dụ như mình thử một lúc đây thì mình thấy là để cái búp như lúc nãy nguyên hệ lôi là nó sẽ ổn áp hơn với cả em Ngộ Không của mình rồi đấy.
Thế cho nên là mình sẽ quay trở lại, mình để hết mấy cái em này vào nha. Đó, anh em thấy ok la chưa? Và trước khi mà chúng ta đi làm một số hoạt động kiểu như là vượt ải hay là leo tháp thì mình còn thừa tài nguyên đây đúng không? Mình cứ nâng cấp thêm vào. Đấy, cho những cái vị tướng phụ của mình ấy, nó sẽ được thêm một chút tài nguyên, lên level thì nó sẽ đỡ hơn. Đấy, sống sót được lâu tí nào hay tí đấy anh em nhá. Rồi, ok này. Đừng luôn đi. Lên được 100 tất không nhỉ? 899, đấy. Có thêm nâng cấp phát này là chỉ số lại tăng lên được một tí này. Rồi, ok. 100. Đó, nâng cấp đột phá này. Tiếp tục nha. Đột phá tiếp này. Đó, thì dành cho những anh em nào thân thủ chưa biết thì đây cũng là một cái mẹo để cho chúng ta có thể là vượt những cái tháp hay là đi những cái ải mà nó hơn lực chiến của mình nhá. Tiếp tục nhá. Cứ nâng đều nha anh em ơi. Đó, mỗi em một phát. Rồi. 170 80 này. À, lên được 182. Những con nào mà level 200 thì có thể đột phá thêm để có thêm một quả skill. Đấy, bị động cũng là được rồi. Ok này. Tạm tạm như vậy đã anh em nhá. Những con chấm đỏ như thế này thì nó hoàn toàn có thể đeo được cái trang bị anh em nhá. Trang bị thêm cái lệnh bài vào này. Ok. Quay trở lại. Đây, Lữ Động Tân này. Trang bị thêm này. Rồi. Thêm cái nữa. Lôi Chấn Tử này, thêm cái trang bị nữa vào đấy. Ừ, ok la nhá. Đấy, tạm tạm như vậy đã. À đấy, Lữ Động Tân tiếp tục nâng cấp được này. 200. Rồi. Lên luôn phát nữa đi. Có thêm skill bị động là ổn áp đấy. Đấy, vừa tròn hết xu luôn anh em nhá. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại để vượt cái ải Thông Thiên Tháp tiếp anh em ơi. Đó, xem là này đánh thắng hay chưa nhá. Rồi, kiêu chiến này. Rồi, anh em có thể thấy là bây giờ tôi không của mình đã đánh thấm hơn rất là nhiều rồi. Mặc dù là những em tướng kia của mình ấy vứt vào cho có búp thôi, cho nên là nó sẽ nằm xuống khá nhanh đấy. Nhưng không sao, Ôn Ngộ Không múc này, một gõ. Ấy, anh em thì thốn hơn bao nhiêu chưa? Và nó trâu bò hơn rất là nhiều nhá. Rồi, tiếp tục đi. Một gõ phân nữa. Uầy, gần đủ sát thương rồi anh em ạ. Ok, gõ phân nữa đi, gõ phân nữa đi. Rồi luôn, anh em thấy như thế nào? Dã man luôn. Đó, all in vào Ngộ Không nó là như vậy nha. Thế là mình hoàn toàn có thể chiến thắng cái ải đấy rất là dễ dàng nha. Bỏ qua luôn này. Tiếp tục. Ui, gần thắng rồi đấy. Kêu chiến lại này. Ui, gần thắng rồi. Lúc nãy mình được thêm tài nguyên đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ quay trở lại nâng cấp tiếp này. 1334 rồi đúng không? 1335 này. Hết rồi à? Thế thì lại nâng cấp vào mấy em Lưu Tư Diêu được vậy. 205. Rồi, hồ lô mở thêm luôn. Tiếp tục. Mở thêm 8 lần nữa này. Ok, bên này có 4 cái. Mở tiếp. Ồ, có holocam. Nhìn luôn. Thêm cái nữa đi. À, thêm được cái nữa không? Ủa, có luôn à. Tướng đỏ đi. Trời. Đấy, ra tướng đỏ nâng cấp lên được. Mở được chiến. Đây này, 257 luôn này. 257 đúng không? Lên 300 luôn được không? Có. Ô, nhưng mà mức 300 mình chưa đột phá được. Ít mình cay nhé. À, 400 thì mới đột phá được tiếp anh em nhé. Không sao, để mình nâng cấp lên luôn này. 400 này. Rồi, 67, 87, 97. 400. Đấy, đột phá thêm phân nữa này. Hợp lý luôn. Ok. Nói chung là cứ thừa tài nguyên ấy thì mình sẽ quay trở lại để nâng cấp cho mấy em tướng phụ. Còn đâu khi nào mà đủ tài nguyên để nâng cấp cho hai em chính là người thỉnh kinh cũng như là em sát thương chủ lực ạ, thì mình cứ all in với em nó trước cái đã. Đấy, ví dụ như phát vừa rồi nha. Giờ đâu thì nâng cấp vào đi Thông Thiên Tháp thôi. Đánh lại thử xem nào. Bỏ qua. Vẫn chưa qua được anh em nhá. Nhưng lúc như thế này thì chắc chắn là chúng ta lại theo máy để nhận thưởng AFK, nâng cấp level rồi. À, có một cái nữa trong cái việc nâng cấp tướng là phần trang bị này cũng quan trọng phết anh em ạ. Tương tự như thế thì cái phần trang bị này anh em cũng dồn all in vào vị tướng Ngộ Không cho mình nha. Đấy, bây giờ mình sẽ ấn cường hóa nhanh này. Đây là level 1388, những cái chỉ số của anh em cộng lên rất là nhiều luôn. Đó, anh em nhìn thấy này. Phòng thủ cộng 37.000 cơ mà. HP 18,57 vạn này. Ui, tương tự như thế. Cái khôi này cũng cộng 18,57 vạn luôn. Công 37.140. Thì lực chiến nó đến từ đây này anh em này. Thì sau khi ở trong phần trang bị này anh em all in vào trong vị tướng Ngộ Không sát thương chủ lực của đội hình của mình rồi. Thì còn thừa bao nhiêu lại cho mấy em dâu ria kia một tí. Ví dụ như mấy em này. Nhưng mà anh em đừng ấn cường hóa nhanh đây nhá. Ấn cường hóa nhanh đây một phát là ôi dồi luôn. Tất cả những cái trang bị nó nhảy cho một em thôi. Anh em lại phải ấn tạo lại này. Đó, ok chưa. Và anh em ấn này 50 thôi. Từ từ bình tĩnh đúng không. Tương tự như thế bên này cũng vậy này. Rồi, đây nữa. Mình cứ lần lượt thôi. Cần gì mà phải vội. Đây là vào 100 là cũng ổn đấy. Rồi, tiếp tục này. Mình sẽ nâng hết lên cho 100 nha. Thì lúc này những cái chỉ số của mấy con tướng phụ chúng ta cũng được cộng lên một chút chút để cho nó có thể là sống sót lâu hơn trong giao tranh một tí.
Để mình xem ra cộng nó lên tối đa là bao nhiêu nhá. 150 này. Kìa. Ủa kìa, sao đến tầm này nó lại cộng x10 này. À, nó bị lẻ level anh em ạ. 200 này. 7.89, 200. Rồi. Ok, 200. Được. 51, 61. Ui ôi, nó bị thừa một level. Thành ra là nó lại bị lẻ anh em ạ. Cày thế nhỉ. 200. Tiếp tục. 200 chưa ạ? 200 ngay. Few moments later. Khả năng cao là mấy game này lên được tầm 400 là nó hết sạch tài nguyên của mình luôn đấy. 351 này. 351. Đấy, gần hết rồi này. 400. À, vẫn nâng cấp lên 400 anh em ơi. Con Perseverance 400. 400, ui, nâng cấp một nữa cơ. Được có ló, được có ló. Rồi, 500 luôn nè. Hợp lý, hợp lý. Ồ, hết rồi. Đấy, để mình xem là tổng lực chiến của mình lên được bao nhiêu rồi. 1.084 vạn cũng ok đấy anh em ạ. Tạm như vậy đã. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại để vượt thông thiên tháp xem tình hình như thế nào nha anh em ơi. Có thêm một lượt nữa để vượt này. Vượt thử đi. Em đánh đấm ra làm sao đây. Ok. Đấy anh em thấy chưa. Ít ra bây giờ một con tướng phụ của mình có thể chống chịu được mấy lần đánh thường con tướng bên này là cũng câu giờ được khá nhiều cho em ngộ không của mình nha. Nhưng mà cũng không nhiều lắm. Thôi trông chờ vào ngộ không thôi. Gõ đi. Ui xài. Này. Ổn nát liền anh em. Thì đấy là một trong số những cái mẹo để cho chúng ta có thể đi vượt thông thiên tháp, đi vượt ải nó ngon lành cành đào nha. Thì như anh em tuân thủ nào chưa biết thì trong video này mình đã chia sẻ rồi. Cho nên anh em nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là cho mình xin một nút like nha. Và nếu như anh em mà yêu thích tựa game Tây Du Béo thì có thể ấn ngay đường link ở dưới phần mô tả để tải game về, hoặc là vào trang web chơi ngay.vn để chơi game cùng với mình nha.